Bài tập tư thế rắn hổ mang Là một bài tập rất tốt để làm mềm dẻo vùng thắt lưng của bạn. Bài tập này cũng có thể được sử dụng để phòng ngừa và giảm đau lưng, đặc biệt là do thoát vị địa đệm. Hướng dẫn tập Nằm sấp Chán chạm đất, tay co, đặt hai bên cạnh ngực, ngón tay ngang với nách, làm sao cho khi chống hai tay lên thì sát với thân trên, chân duỗi thẳng đặt cạnh nhau, cổ chân duỗi hít vào đồng thời ngửa thân trên từ từ ra phía sau, mắt nhìn lên, không nhăn chán. Giữ yên tư thế này khoảng 5 nhịp thở hoặc nhiều hơn. Kết thúc, thở ra, trở về tư thế nằm sấp ban đầu. Mỗi lần hít vào, hãy cố gắng vọng lưng xuống bằng cách ngước đầu lên. Uốn cong người càng nhiều càng tốt, rốn vẫn phải sát đất, đừng chống thẳng tay, khuỷu tay hơi gập,